Xin chào anh chị và các bạn, mình là Thận Lê, chuyên đào tạo AutoCAD cho cá nhân và doanh nghiệp. Trong video này, mình sẽ chia sẻ với anh chị và các bạn cái phương pháp để các anh chị và các bạn cắt cái bản vẽ sao cho nhanh chóng, tiện lợi nha, để mà anh chị theo dõi. Thứ nhất, mình lấy cái ví dụ là mình cắt cái bản đồ quy hoạch quận. Đây, từ một cái bản đồ lớn, mình cắt ra một cái phần, cái khu vực mình quan tâm thôi. Thì làm sao để anh chị và các cắt được, mình sẽ hướng dẫn chi tiết sau đây, mời anh chị theo dõi. Để cắt được một phần của bản vẽ từ cái bản vẽ lớn đó, đầu tiên là anh chị vẽ dùng lên viên chữ nhật đây nè. Các anh chị vẽ bao cái khu vực cần cắt á, tương đối thôi, bao tương đối, mình lấy dư ra một chút xíu. Ví dụ như cái hình này bây giờ mình cần lấy khu vực chỗ này, đó. Anh chị thấy này, mình vẽ ra nè, đó. Thì mình cần lấy cái khu vực chỗ này thôi. Ở bên trong cái hình chữ nhật màu đỏ này nè, đó, bên trong cái hình chữ nhật màu đỏ này nè. Hoặc là cái khu vực này do cái bản vẽ này nó có vẽ nó xéo thì các anh chị có thể cắt theo cái đường xéo bằng cách là dùng lệnh Polyline. Lệnh Polyline nè, đây nè anh chị, đây lên đây nè. Sau đó anh chị vẽ theo cái biên dạng cắt tùy ý. Đây, các anh chị có thể cắt lấy tùy ý theo ý của mình, có thể mình cắt theo một cái hình lục một cái hình đa giác ha. Rồi, đó mình quay về. Thì những gì bên trong cái hình màu đỏ mình lấy. Đó. Hoặc là anh chị cắt theo dạng hình chữ nhật thì vẽ hình chữ nhật. Hoặc hình tròn thì anh chị cứ vẽ hình tròn ra, dù mình vẽ mình muốn lấy những gì bên trong cái hình tròn này thôi. Đây, anh chị cứ vẽ cái hình tròn ra, vẽ bao tương đối khu vực cần lấy, chú ý là mình lấy dư ra ngoài chút xíu nha. Rồi sau đó anh chị nhập vào cái lệnh là này e extreme. Đó, anh chị lưu ý nhập vô chính xác cái lệnh đó, e extreme là nó viết tắt của cái từ là stress trim, tức là cắt nhanh. Trim là cắt, stress là nhanh, cắt nhanh nha. Rồi Enter. Rồi sau đó anh chị chọn vào cái biên dạng cắt, nó yêu cầu là pick a polyline line circle a ellipse, tức là nó yêu cầu mình là chọn một cái line polyline, cái vòng tròn, cung tròn, ellipse để cắt á, là cái biên dạng cắt cái hình. Thì cụ thể đầu tiên mình lấy cái khu vực này thì mình chọn cái biên dạng, đến lúc này là cái biên dạng là hình chữ nhật. Rồi lấy chuột cái vào để chọn cái biên dạng cắt. Sau đó nó có một cái dòng nhắc, nó hỏi tiếp anh chị nè, specify the side to trim on, tức là chọn một cái phía để cắt. Phía thì cái hình chữ nhật này nè anh chị, nó chia cái bản vẽ này ra làm chia cái khu vực này ra làm hai mặt phẳng, một là bên trong hình chữ nhật, hai là bên ngoài hình chữ nhật. Bây giờ nếu mà mình lít một điểm bất kỳ ở bên ngoài hình chữ nhật này thì nó sẽ cắt ở bên ngoài, nó bỏ và nó giữ lại cái bên trong. Nếu các anh chị lít vào một điểm, lít chuột trái nha, lít một điểm bên trong cái hình chữ nhật này, một điểm bất kỳ thôi, chỗ nào cũng được, miễn là bên trong cái mặt phẳng hình chữ nhật này nè, thì hình chữ nhật màu đỏ này anh chị đó, thì nó sẽ cắt, nó bỏ bên trong, nó giữ lại bên ngoài. Không phải nó cắt hết đâu, mà là nó cắt tại cái vị trí tiếp giáp thôi, tại cái vị trí mà cái đường màu đỏ cắt qua thôi anh, đó, nó cắt tại vị trí này thôi nè các bạn, chứ không phải là nó cắt hết bên trong, nó xóa hết, không phải. Rồi bây giờ mình cần lấy cái bên trong, mình bỏ cái bên ngoài đúng không anh chị? Nhưng mà trước khi làm anh chị nhớ sao chép ra một cái file nháp, thì không nó đừng có hư cái file gốc này nha. File này mình coi là file gốc thì mình đừng có cắt thẳng vô đây, mình sao chép ra rồi hả? Cắt. Rồi, bây giờ mình cần cắt bên ngoài thì lít chuột trái một điểm bên ngoài. Rồi anh chị chờ, nếu mà máy yếu thì phải chờ chút xíu, nó cắt cũng hơi chậm chút. Đây, anh chị thấy nè, nó cắt nè. Không phải nó cắt hết bên ngoài, nó bỏ đâu, nó đâu có bỏ hết bên ngoài, mà anh chỉ cắt tại cái lằn ranh, tại cái biên dạng hình chữ nhật anh chị vẽ ra thôi nè, anh chị thấy không? Đây, đó. Đây nó cắt nè, anh chị ra theo cái biên dạng anh chị thấy là nó cắt. Thay vì các anh chị dùng lệnh trim rồi sau đó anh chị cắt thì nó rất là nhiều lần đúng không? Trim rất là nhiều lần, rất là mất thời gian, thì cái công cụ này nó giúp cho mình cắt extrude, extrude trim này rất là nhanh. Đó. Rồi sau đó các anh chị dùng cái lệnh mu hoặc copy mu ha. Đây mình dùng lệnh mu. Rồi các anh chị bôi chọn cái khu vực mình vừa cắt. Rồi, kích chuột phải kết thúc chọn, chọn điểm đặt. Đây, nhìn lệnh mô, chọn đối tượng, kích chuột phải, kết thúc chọn, chọn điểm đặt. Rồi các anh chị chuyển ra ngoài, kích chuột trái. Đây, cái khu vực mình vừa cắt là khu vực này. Sau đó các anh chị xóa bớt những cái linh tinh đi. Nha, xóa bớt những cái linh tinh không có liên quan đi. Đây, xóa thôi ha, nhập lệnh E, Enter hoặc là chọn đối tượng, nhấn Delete trên bàn phím á. Nhấn phím Delete trên bàn phím nha. Rồi, tiếp tục nè. Tiếp tục, đó, anh chị chọn tiếp ha. Rồi, nhấn Delete nè. Nhấn delete, cứ chọn nhấn delete thôi, không có dùng chuột mà các bạn xóa. Rồi như vậy là mình đã xóa hết cái bên ngoài rồi, mình chừa lại cái bên trong. Đó. Mình vừa chỉ cho anh chị cắt được một cái
trích một cái bản vẽ trên một cái bản vẽ lớn nha. Rồi mình làm thêm một cái nữa cho anh chị xem. Bây giờ mình thử mình cắt theo cái biên dạng tròn này nha. Mình lấy cái bên trong hình tròn, mình bỏ cái bên ngoài đi. Lưu ý trường hợp mà không phải tròn, không phải hình chữ nhật, anh chị dùng cái lệnh polyline anh chị vẽ, không phải lệnh line nha. Lệnh polyline là này nè. Tại vì anh chị dùng lệnh line vẽ thì nó rời rạc. Khi anh chị dùng lệnh line vẽ thì cái đường này nó rời rạc. Đây, nó rời rạc nè. Anh chị phải tốn thêm cái lệnh join nữa nè, join để nối liền, các cái đoạn thẳng này là dính liền lại với nhau. Sau đó nó thành biên dạng liên tục thì dùng lệnh extract này mới được, nó mới cắt hết các cái biên dạng xung quanh. Rồi, mình dùng lệnh. Bây giờ mình cắt mình lấy bên trong hình bên ngoài hình tròn. Mình thử mình bỏ bên trong hình tròn nha, bên ngoài mình giữ lại. Các anh chị nhập vào extreme. Nó không có biểu tượng anh chị, cái lệnh này không có biểu tượng nha. Enter. Sau đó mình boy mình lít chuột trái ngay, mình chọn cái biên dạng là hình tròn. Sau đó nó cũng hỏi mình là specify the size to trim on. Cụ thể ở đây là cái size to trim on lúc này là chính là ở bên trong cái hình tròn, bằng click chuột trái một điểm bất kỳ bên trong hình tròn. Nó không cắt hết đâu mà là nó cắt tại, anh chị thấy nó đang cắt không đó. Lúc này mình theo đây mình xóa thôi, mình xóa cái bên trong mình bỏ đi, tức là nó cắt rời ra rồi. Ví dụ hồi nãy có một cái line cắt ngang qua vậy nè, thì nó cắt phần trong này nó bỏ rồi, nó chính là trim đó, nó bỏ bên trong vậy đó, bên ngoài nó giữ lại. Thì bây giờ mình chỉ việc là ung dung mình xóa cái bên trong đi, không có sợ ảnh hưởng tới bên ngoài. À, riêng cái hát thì nó không có cắt, riêng cái mẫu hát nó không cắt nha các bạn, chú ý. Thì nó không cắt thì làm sao, riêng cái mẫu hát nó không cắt thì mình làm sao mình cắt đây. Các anh chị phải dùng lệnh trim thông thường cắt nha, tr enter một lần thôi. Sau đó anh chị chọn cái biên dạng cắt nè, sau đó click chuột phải, click chọn. Rồi click vào cái hát cái là nó cắt nè, anh chị thấy nó cắt không? Đây nè, đối với cái mẫu hát thì các anh chị dùng trim nha, trim thông thường thôi. Còn để tách rời, để xóa cái bên trong này đi. Rồi, anh chị xóa đi nè. Rồi xóa hết tất cả những bên trong đi. Đó, được không các bạn? Đây, bên này mình đưa ra ngoài một cái hình đơn giản cho anh chị thấy cho rõ nè. Đây, thí dụ mình có một cái hình như thế này. Rồi, bây giờ mình cần cắt, mình bỏ bên trong chẳng hạn. Đó, bên trong cái hình tròn mình bỏ bên trong là cái hình màu vàng. Các anh chị nhập vào extrim enter, chọn đối tượng, click điểm bên trong, anh chị thấy nó cắt nè. Đó. Do cái hình này nó cắt qua hết, nó cắt nó bỏ hết. Còn trong cái hình bản đồ của mình á thì có những đối tượng nó không có cắt qua, thành ra mình phải chịu khó mình xóa là như vậy. Đó. Còn nếu anh chị chọn bên ngoài là nó cắt bên ngoài, nó bỏ, nó giữ lại bên trong hình tròn. Giờ mình undo lại, mình giữ lại bên trong hình tròn nè, extrim. Chọn đối tượng nè, click ra bên ngoài, anh chị thấy nó cắt bên ngoài, nó bỏ không, nó giữ lại bên trong hình tròn. Thì đây chính là cái trường hợp đầu ban nãy mình cắt, mình lấy cái khu vực này nè. Còn cái trường hợp vừa rồi chính là mình bỏ bên trong ha. Rồi đó là mình cắt cái bản đồ. Sau đó các anh chị mua ra ngoài thì mình xóa bớt những linh tinh đi, thì mình quan tâm khu vực chỗ này thôi, mình không để ý khu vực khác đó. Giờ mình tiếp tục, mình lấy một cái ví dụ thứ hai là mình cắt cái bản vẽ kiến trúc, cái mặt bằng kiến trúc á. Đây, khi anh chị cần vẽ chi tiết cầu thang hay chi tiết vệ sinh thì anh chị cần phải cắt cái mặt bằng ra để mình trích, mình lấy cái mặt bằng ra để mình vẽ chi tiết những cái mặt đứng, các cái vách tường, các cái ngóc ngách ở bên trong đó, của cái khu vực đó ha. Thì trên cái bản vẽ đó phải có cái mặt bằng. Thì cái mặt bằng này mình trích ra từ cái mặt bằng kiến trúc lớn ha. Thì trước khi cắt, anh chị cũng copy ra một cái file nháp, thì cái đây là file của mình là file nháp rồi, nên mình không có copy nữa. Các anh chị vẽ vẽ hình chữ nhật nha. Sau đó mình bôi chọn cái khu vực cần lấy nè, bôi chọn vẽ bằng vẽ bao tương đối khu vực cần lấy, vẽ dư ra ngoài chút xíu. Thì ở đây mình cần lấy cái mặt bằng chỉ chứa có cái thang máy và cái thang bộ thôi, chỉ chứa thang máy và thang bộ. Thì đối với những cái chi tiết cắt tròn như thế này, các anh chị nên bo tròn bốn góc đó, cái hình chữ nhật này nên bo tròn bốn góc nó nha, bo tròn bốn góc hình chữ nhật này bằng cách là các anh chị nhập lệnh bo tròn ở đây nè, mình phím tắt là F enter, sau đó click vào radius hoặc là gõ R enter để gọi cái biến bán kính ra. Sau đó các anh chị nhập vào cái bán kính để bo tròn bốn góc này nè. Thì ở đây mình không cần phải nhập chi, anh chị án bằng cách là anh chị lấy chuột trái điểm thứ nhất nè, sau đó rê chuột, lấy chuột trái chọn điểm thứ hai nè. Thay vì mình nhập con số enter thì các anh chị có quyền chọn hai điểm trên màn hình, lệnh nào cũng vậy. Khi anh chị nhập con số hoặc chọn hai điểm trên màn hình thì nó lấy khoảng cách hai điểm đó, nó làm khoảng cách luôn. Rồi sau khi mình chọn điểm thứ nhất ở đây, điểm thứ hai đây, thì lát nó hoành, nó bo cái cung như thế này nè các bạn, nó bo như thế này. Hồi nãy mình chọn điểm thứ nhất ở đây, điểm thứ hai mình chọn ở đây rồi. Rồi bây giờ sau khi mình chọn điểm thứ nhất, điểm thứ hai xong, coi như nó ấn định cái khoảng cách đó làm bán kính rồi. Tiếp theo anh chị kích chuột phải, kết thúc chọn. Rồi sau anh chị chọn vô polyline, kích chuột polyline nè. Rồi sau đó anh chị chọn một điểm bất kỳ trên cái hình chữ nhật đó là tự động nó bo tròn luôn bốn góc, chứ không phải là mình dùng lệnh bo góc mình chọn.
làm tới tới 8 lần đâu, lít lít rồi lít lít đúng không, lít thêm một góc, lít hai lần nữa, làm 4 góc, lít 8 lần, không cần thiết như thế. Rồi các anh chị làm như vậy. Rồi sau đó cái biên dạng này nè, các anh chị cho nó qua nét đứt nha, nét đứt, nét đứt. Rồi, cho nét đứt này thưa ra, các anh chị chỉnh thủ công bằng cách chọn nó, gõ BR Enter nha. Gõ BR là property á. Rồi anh chị chỉnh cái giá trị Lifetime Scale 2 nó cỡ đó, mình cho lên 10 đi. Mình án chừng các anh chị nhập. Rồi, mình thấy lên 10 thấy được rồi đó. Anh chị muốn thưa nữa, cho hơn nữa, dùng cho 15. Anh chị thấy nó thưa ra không? Rồi gán cho nó một cái màu nào đó khác cái màu trên bản vẽ đi, mình lấy màu đỏ. Anh chị thấy cho rõ ha. Rồi, đó. Thì những gì bên trong cái hình chữ nhật có bo tròn, bốn góc, có màu đỏ đó mình sẽ giữ lại. Còn bên ngoài mình cắt mình bỏ đi. Rồi bây giờ cái tiếp theo anh chị cũng phải dùng hình AS Trim. Rồi đặc biệt một điều nữa nè. Anh chị lưu ý những cái nào là khối nó không có cắt đâu, anh chị phải export nó ra nha. Thì khu vực này nó không có khối. Bây giờ mình kiếm một cái khối mình để vô. Chẳng hạn như cái khối này. Đây mình lấy cái khối của cái chi tiết vệ sinh. Mình để vào ngay cái biên dạng cắt nè. Đây nó đang là khối nha anh chị, nó không có cắt đâu. Mình thử cho anh chị coi, một cái mình rã khối và một cái không có rã khối. Cái hình dưới này nè, mình rã khối, nhập lệnh X Enter, chọn nó là có X Enter và biểu tượng ở đây nè. Đối với phiên bản CAD 2000 dưới 2007 ha, 2008 thì nó có biểu tượng dương pháo nha. Rồi, đây nó phá rồi, mình cho nó qua cái màu trắng. Cái hình màu trắng là cái xin lỗi. Cái hình màu trắng là cái hình đã phá khối rồi, còn hình này chưa phá khối nè. Rồi bây giờ mình thử mình cắt nè. Anh chị nhập lệnh EXTREME, cách làm cũng tương tự hồi nãy mình cắt như mình cắt cái bản đồ quy hoạch quận như đó. Rồi sau đó mình chọn cái biên dạng cắt ha, biên dạng cắt là cái hình chữ nhật có bo tròn nè. Sau đó nó cũng yêu cầu mình là select cái size to trim á, cụ thể là lúc này mình lít một điểm chuột trái bên bên ngoài nha, bất kỳ thôi lít chuột trái. Rồi nó cắt rồi anh chị ha. Đó, mình coi. Đây, các bạn thấy nè, nó cắt không? Không phải khối nó cắt nè, còn khối nó không có làm gì hết. Cho nên các anh chị chú ý trước khi cắt cái nào là khối các anh chị rã là hết, bỏ khối hết nó mới cắt được ha. Bỏ khối hết, giả sử nguyên cái cụm chỗ này nó đang là khối anh chị cắt không được đâu, phải rã ít, dùng lệnh ít enter rã nó ra sao nó mới cắt được. Rồi sau đó rồi thì mình xóa, sau đó mình cũng copy ra mình lấy mấy cái linh tinh, xóa mấy cái linh tinh đi. Nhưng mà đối với mặt bằng kiến trúc anh chị lưu ý nè, khi lấy ra nha, đây mình chỉ nè, cái này quan trọng nha, tại khi anh chị lấy ra các anh chị phải lấy luôn cái trục nè. Anh chị lấy ngay cái vị trí trục, ngay vị trí nó là cụ thể mình thấy theo phương ngang lấy trục CDE, còn theo phương thẳng đứng nè, anh chị lấy hai trục là theo phương Y đó, anh chị lấy hai trục 2 và 3 để làm chi, để người ta biết cái khu vực chỗ này nè nó nằm trục ở chỗ nào. Cho nên anh chị lấy chỗ này không mà mình không lấy trục theo thì người ta đọc bản vẽ người ta không hiểu được cái cụm chỗ này nó nằm ở đâu trên các bạn tổng tổng thể. Cho nên khi mình lấy ra mình nhớ lấy thiệp theo cái ký hiệu trục nữa. Rồi cách lấy nhập lệnh mô hoặc copy cũng được, cái này mình dùng mình mô. Các anh chị mô tại cái file nháp rồi, mình cứ mô thoải mái đi. Rồi sau đó mình bo chọn. Rồi, bo chọn những khu vực cần lấy, cụ thể lấy hai trục này. Rồi xong với đối tượng mình cần rồi, cái trục phải, lấy cái trục ngay vị trí nó, ngay vị trí mình giống vào ngay khu vực anh chị lấy đó ha. Chứ mấy cái bên ngoài mình không có lấy anh chi, không cần lấy mấy cái trục bên ngoài anh chi. Rồi cái trục phải cái trục chọn, lấy trục trái cho điểm đặt rồi mình di chuyển ra ngoài. Sau đó các anh chị dùng lệnh mua, mình mua mấy cái trục là sát vô tịnh tiến thẳng vào, lưu ý tịnh tiến nha, không có lệch trục được, mua thẳng vào. Tương tự ở đây mình xóa mấy cái thước linh tinh không cần thiết đi, cái thước khoảng cách trục trục thì mình giữ lại. Rồi sau đó mình cũng mua và không cần thiết mình xóa bỏ cũng được nha. Rồi sau đó các anh chị mua vào, mua sát vào, rồi nó sát vào rồi thì đây. Rồi sau đó mình tiến hành mình xóa mấy cái linh tinh đi, rồi mình tiến hành mình xóa bớt mấy cái không cần thiết, rồi mình ghi chú lên này để chi tiết khu vực chỗ này, đây là mặt bằng. Rồi sau đó mình vẽ mặt đứng, mặt cắt của từng cái vách chi tiết ở đây bên đây được không các bạn. Thì cái việc mà làm sao để mình lấy được cái mặt bằng từ đó có bản vẽ lớn ra đó thì anh chị phải làm được. Mình vừa chỉ xong việc này ha. Rồi nếu xem video các anh chị thích, vui lòng ủng hộ cho video bằng cách là các anh chị click vào like để có một cái tương tác giữa mình với lại các anh chị để mình biết lúc sau mình chia sẻ những video khác hay hơn. Rồi rất cảm ơn anh chị và các bạn đã chú ý theo dõi. Các bạn vui lòng để lại một cái đăng ký subscribe, các bạn nhấn vào đây nè, cái biểu tượng thằng Lê ở góc dưới bên phải của cái video để đăng ký kênh của mình, thì khi mà mình chia sẻ cái video mới anh chị sẽ nhận được sớm ha. Rồi, cảm ơn anh chị.